Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Suy niệm. Trong cuộc sống thường ngày, không thiếu gì cơ hội để hai hoặc ba người tụ họp nhau. Có những cuộc gặp để bàn tính công việc làm ăn, có những cuộc gặp nói kết tình bằng hữu lâu ngày không gặp, những cuộc gặp đoàn tụ gia đình bấy lâu ly tán, nhưng cũng có những cuộc gặp để tám chuyện, để nhậu nhẹt, bài bạc, dẫn đến tán gia bại sản, đổ vỡ gia đình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta gặp nhau nhân danh Chúa để cầu nguyện, tạ ơn, tôn vinh Chúa, để chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, chia sẻ tình thương cho nhau, để an ủi, khuyên bảo, khích lệ nhau. Những cuộc gặp gỡ nhau nhân danh Chúa như thế, chắc chắn có Chúa ở cùng, ở giữa họ. Mời bạn dừng lại một chút để nhận định xem những lần bạn đến gặp gỡ người khác, bạn nhắm mục đích gì, và bao nhiêu lần bạn gặp gỡ nhau nhân danh Chúa. Những lần gặp gỡ nhau để lo toan công việc đời thường, để chia sẻ tương quan, bạn có ý thức mời Chúa hiện diện ở giữa các bạn để Ngài chúc phúc cho cuộc gặp gỡ của bạn không? Hơn nữa, các cuộc gặp gỡ phải là cơ hội để bạn mật lấy tâm tình của Chúa, để rồi chia sẻ tình yêu, niềm vui, bình an của Ngài cho anh em. Sống lời Chúa. Trước mỗi cuộc họp mặt bất cứ vì mục đích gì, bạn có thể thầm cầu nguyện trong lòng: Xin Chúa hiện diện với chúng con. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin sự hiện diện của Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan, ân can đảm và lòng yêu mến trong tâm hồn chúng con. Xin ngự trị và điều khiển trí ý, hành động và môi miệng chúng con.